Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lời Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện Cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy Còn môn đệ của thầy lại cứ ăn uống Người đáp lại rằng Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới ăn chay Đang khi Tân Lan còn ở với họ chăng nhưng sẽ đến ngày mà Tân Lan phải đem đi khỏi họ. Bây giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy người còn nói với họ thí dụ này rằng không ai xé miếng dải áo mới mà giá vào áo cũ chẳng vậy áo mới đã bị xé mà mảnh dải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ chẳng vậy rượu mới sẽ làm dở bầu da rượu chảy ra và bầu da hư mất nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới thì giữ được cả hai và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới vì người ta nói rượu cũ thì ngon hơn. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô ngài khen Chúa. thưa quý ông bà anh chị em có lẽ một ít người sẽ ngạc nhiên về các danh hiệu đi kèm theo tên gọi của vị thánh mà chúng ta cùng với giáo hội mừng kính hôm nay thánh gregorio cả vừa là giáo hoàng vừa là tiến sĩ hội thánh và cũng là thánh cả nữa Chính vì thế mà à, trong giờ chia sẻ này, con muốn được chia ra làm hai phần riêng biệt nhau. Phần thứ nhất là tìm hiểu về các danh hiệu đã được nêu trên. Tính theo thời gian, thì vị Thánh Giáo Hoàng mang tên gọi là Gerorio Cả vị thánh chúng ta mừng kính hôm nay đấy sống cách chúng ta đúng 20 thế kỷ cho nên để tìm hiểu về người chúng ta chỉ có một cách duy nhất mà thôi đó là dựa vào lịch sử của giáo hội kèm theo những lời nhận định kèm theo những lời giải thích của các nhà chuyên môn thứ nhất gọi người là giáo hoàng bởi vì người là vị giáo hoàng thứ 64 của giáo hội công giáo Roma từ năm 590 cho đến năm 604 thứ hai gọi người là tiến sĩ hội thánh bởi vì người đã có mặt trong bốn vị đại tiến sĩ lỗi lạc nhất của giáo hội công giáo Tây Phương. Đó là Thánh Ambrosio, Thánh Agustino, rồi uh, Thánh Geronimo và vị Thánh của ngày hôm nay, Thánh Giáo Hoàng Gregorio. Và cuối cùng là một Uh, danh hiệu mà con nghĩ rằng sẽ khó có thể có một lời giải thích bằng một hai câu ngắn gọn như các danh hiệu ở trên đó là tại sao chúng ta gọi vị thánh này là thánh cả chúng ta biết rằng trong đời sống đức tin hàng ngày của mình có một vị thánh rất là quen thuộc vì hình và tượng của ngài có thể nói là có mặt trong hầu hết tất cả các nhà thờ hay nhà nguyện công giáo thánh cả du xe chúng ta gọi ngài một cách dễ dàng là thánh cả du xe có lẽ là vì vai trò và vị trí của ngài quá đặc biệt ở trong lịch sử cứu độ thế nhưng mà trong lịch phụng vụ của giáo hội ngoài thánh cả Giuse ra chúng ta còn có thấy đến bốn vị thánh cả nữa đó là thánh Anbeto cả thánh Basilio cả thánh Leo cả và vị thánh của ngày hôm nay Gregorio cả trong bốn vị thánh cả này có hai vị thánh giáo hoàng có cùng chung một điểm với nhau là về tông hiệu của các ngài lê ô cả là vị giáo hoàng đầu tiên trong mười ba vị giáo hoàng lấy tông hiệu là lê ô gregorio cả là vị giáo hoàng đầu tiên trong mười sáu vị giáo hoàng Lấy tông hiệu là Gerurio Nhưng sự trùng hợp này Lại không lý giải Không giải thích cho hai vị thánh cả còn lại Bởi vì cho tới giờ phút này Con vẫn không tìm thấy được chỗ nào Nói đến thánh à, Anbeto 234 Hay là thánh Basilio 5, 6, 7 Chưa thấy Còn nếu gọi thánh cả Là thánh lớn Là vĩ đại Thì con nghĩ rằng Ở trong vườn hoa các thánh Của giáo hội công giáo chúng ta Con số thánh cả Nó sẽ vượt hơn con số 4 đấy Đi tìm kiếm thêm một vài nguồn tài liệu nữa Thì con gặp được cách giải thích của cha cố Phaolô Lê Tấn Thành, cựu giám đốc Đại chủ viện Thánh Nhu Xe Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh. Người giải thích rằng, xét về phương diện từ ngữ lẫn văn hóa Việt Nam, thì cái từ cả ở đây sẽ không được áp dụng như là một mẫu số chung cho bốn vị thánh này tuy nhiên khi gọi chung các vị thánh này là thánh cả là bởi vì giáo hội muốn tuyên dương một cách đặc biệt công trạng và sự cống hiến thật lớn lao của các vị này trong hành trình tăng trưởng và bảo vệ đức tin của giáo hội con cho rằng cách giải thích này với con là hợp lý Nội dung thứ hai chính là nội dung của bài phúc âm ngày hôm nay. Thánh Luca thuật lại một cuộc trao đổi giữa Chúa Giêsu với các luật sĩ và biệt phái về vấn đề ăn chay. Câu hỏi được đặt ra như là một lời trách cứ rằng Chúa Giêsu và các môn đệ của người đã cố tình không giữ truyền thống tập tục của cha ông và đạo giáo. Và Chúa Giêsu đã trả lời cho câu hỏi ấy. Trong câu trả lời cho tình huống này, Chúa Giêsu xác nhận rằng truyền thống giữ chay trong cựu ước vẫn còn nguyên giá trị của nó và nó phải được duy trì ở trong tân ước. Tuy nhiên, khi minh họa bằng hình ảnh tiệc cưới mà người chính là Tân Lan đấy, Chúa Giêsu mong muốn và rất mong muốn mọi người nhận ra được vai trò và sứ mạng của người chính giây phút này. Tác giả của bức thư Do Thái đã mô tả về sứ mạng ấy như sau thuở xưa nhiều lần nhiều cách thiên chúa đã phán dạy chúng ta qua các trung gian các tổ phụ các tiên tri nhưng nay đã đến thời thiên chúa phán dạy chúng ta qua người con còn trong bài đọc thứ nhất thánh phaolô khẳng định người con ấy chính là hình ảnh của thiên chúa vô hình thưa quý ông bà và anh chị em thời nào cũng có cái cũ và cái mới giai đoạn nào cũng tồn tại cái truyền thống và cái hiện đại đời sống đạo đời sống đức tin của chúng ta hằng ngày ít nhiều cũng bị chi phối bởi hai thái cực đó không phải lúc nào cái hiện đại cũng mang đến cho chúng ta những giá trị tích cực nhưng rồi không phải lúc nào cái truyền thống cũng là lỗi thời cũng cần phải loại bỏ chính vì thế sự nhận thức và định lượng cho cái chính và cái phụ luôn luôn là cần thiết cho đời sống đạo của chúng ta Chúa Giêsu và phúc âm của người vẫn mãi mãi là quy chuẩn cuối cùng cho những chọn lựa của một người Kitô hữu chuẩn mực. Đó cũng là linh đạo nền tảng cho cuộc đời và sứ vụ của thánh giáo hoàng Gerolio cả mà hôm nay giáo hội tôn vinh và giới thiệu với chúng ta giới thiệu cho chúng ta như là một gương mẫu trong đời sống đức tin đời sống đạo hàng ngày của mình